Thời điểm này, gần 40% diện tích lúa hè thu của huyện Đất Đỏ đã được nông dân tiến hành thu hoạch. Đây là những diện tích hè thu sớm được nông dân gieo xạ từ đầu tháng 5. Lúa thu hoạch tại ruộng được thu mua với giá từ 6.400 đến 6.800 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, 1 hecta nông dân lãi khoảng 20 đến 25 triệu đồng. Vụ hè thu năm 2024, toàn huyện Đất Đỏ gieo trồng gần 3.500 hecta lúa. Thời tiết thuận lợi, lúa ít sâu bệnh nên cho năng suất từ 7 đến 8 tấn một hecta, cao hơn các vụ hè thu mọi năm. Đối với những diện tích lúa đã thu hoạch, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để xuống giống vụ lúa đông xuân 2024-2025. Với khoảng 60% diện tích lúa hè thu đang giai đoạn trổ chính vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thường xuyên tham đồng, chủ động nắm bắt tình hình phát sinh của các loại sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng.